thưa quý vị tình trạng bắt cóc trẻ em vốn đã diễn ra tại nhiều tỉnh thành trên cả nước và đang có nhiều diễn biến phức tạp theo đó những câu chuyện chia sẻ về các vụ bắt cóc với thủ đoạn ngày càng tinh vi xuất hiện trên các trang mạng xã hội khiến không ít những bậc phụ huynh cảm thấy lo lắng thậm chí ngay tại thủ đô hà nội mới đây cũng đã xảy ra một vụ việc bắt cóc trẻ em ở quận long biên và lực lượng chức năng đã suốt đêm truy đuổi ở nhiều địa phương để giải cứu cháu bé Sáng ngày 15 tháng 8, các đội nghiệp vụ công an thành phố Hà Nội trực tiếp do lãnh đạo công an thành phố phối hợp cùng lực lượng chức năng bắt giữ được nghi phạm bắt cóc cháu bé ở khu dân cư thuộc phường Việt Hưng, quận Long Biên tối 14 tháng 8. Danh tính của nghi phạm được xác định là Nguyễn Đức Trung, 31 tuổi, quê huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Theo công an, do nợ nần, Nguyễn Đức Trung đã nảy sinh ý định bắt cóc con nhà giàu nên tối 14 tháng 8, Trung điều khiển ô tô đến khu biệt thự BT7, phường Việt Hưng, quận Long Biên tìm kiếm con mồi. Tới khoảng 19 giờ cùng ngày, Trung đi ô tô nhiều vòng quanh khu biệt thự thì phát hiện cháu NTC, sinh năm 2016, sống tại khu biệt thự BT7. Tên nạn nhân đã được thay đổi, đang đạp xe nên đã khống chế và bắt giữ nạn nhân rồi đưa lên ô tô. Sau khi bắt cóc cháu C, Trung lái xe bỏ trốn lòng vòng qua nhiều tỉnh như Hương Yên, Bắc Giang, sau đó mới đi về tỉnh Hà Nam. Sau khi nhận được tin báo, các đội nghiệp vụ thuộc công an quận Long Biên, công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng các lực lượng chức năng huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ vào cuộc truy bắt nghi phạm gây án. Theo cảnh sát, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tới đêm muộn cùng ngày, tổ trinh sát đã lần ra dấu vết, xác định nghi phạm chung chở theo cháu bé và di chuyển qua nhiều tỉnh như Hưng Yên, Bắc Giang, sau đó điểm cuối là tỉnh Hà Nam. Đồng thời đối tượng còn đòi bố mẹ cháu 15 tỷ đồng tiền chuộc. Tới khoảng 5 giờ ngày 15 tháng 8 tại khu công nghiệp huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam, tổ công tác ập vào bắt giữ Nguyễn Đức Trung khi đối tượng đang khống chế cháu C. Thời điểm bị bắt, Trung đã dùng súng bắn đạn cao su chống trả cảnh sát, khiến chiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, cán bộ đội cảnh sát hình sự công an quận Long Biên bị thương ở đùi phải. Sau khoảng 10 giờ từ khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an giải cứu thành công cháu C và trong sáng cùng ngày, nạn nhân được đưa về gia đình an toàn. Cảnh sát đã di lý đối tượng Nguyễn Đức Trung về phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội để tiếp tục điều tra làm rõ. Các đối tượng có ý định bắt cóc trẻ em luôn có rất nhiều thủ đoạn tinh vi và khó lường và hành vi phạm tội có thể xảy ra bất cứ đâu, với bất kỳ gia đình nào, với trẻ em ở mọi lứa tuổi qua vụ việc trên các bậc phụ huynh cần nâng cao cảnh giác hơn nữa trong việc giám sát và bảo vệ con trẻ đồng thời dạy những kiến thức kỹ năng giúp con tự bảo vệ mình khi không có người lớn bên cạnh